Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn nhà với giá bán hơn 5 tỷ nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với cổng trường Cao đẳng Điện lực nha quý vị. Căn nhà phố hiện đại một trệt một lửng và 3 tầng lầu với diện tích khuôn viên đất ngang 4 sâu vào 14 m, có vỉa hè bên ngoài, khu vân lô nhà lầu đồng bộ đang xây rất là nhiều, và khu này thì toàn nhà lầu nha quý vị. Mới xây xong 3 căn thì đã bán hết 3 căn rồi. Vì khu này có giá bán rất là tốt, đường chính nhà tới 10 m, có vỉa hè, cây xanh và là một khu vân lô nhà lầu đồng bộ, điện âm, nước âm, nên là với tầm tài chính hơn 5 tỷ thì quý vị khách hàng đang chọn khu này để sở hữu. Những căn nhà phố trong khu này rất là nhiều. Chúng ta chỉ có một căn mới lên sóng nữa quý vị. Căn này thì ngang 4 sâu vào 14 m, xây dựng là 43, một trệt một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara, xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, hướng chính tây nam, đường trước nhà tầm 10 m, view sông Sài Gòn. Và chúng ta sẽ cùng em vào bên trong căn nhà này. Căn nhà này thì có vỉa hè bên ngoài 2 m này, bên trong là hai lớp cửa, một lớp cửa nhôm và một lớp cửa cuốn này. Dưới tầng trệt bên ngoài sẽ là gara đổ xe hơi. Gara đổ xe hơi thì được sơn màu trắng và ốp gạch trang trí dưới nền ốp gạch 80, có đèn chiếu sáng, đèn led. Bên trong gara xe hơi thì chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách phía sau, phòng bếp sẽ nằm trên lửng nhá. Phòng khách phía sau thì chúng ta sẽ có sofa kết hợp với tủ kệ tivi, quạt trần Panasonic và sân sau 1 m. Đây là khu vực phòng khách phía sau căn nhà. Sân sau thì có giếng trời thoáng mát. Căn nhà này view sông nên quý vị có ngắm view sông Sài Gòn rất là tuyệt vời. Cuối nhà đây thì quý vị có vệ sinh này, chúng ta làm thêm phòng vệ sinh sau nhé. Nhà đang chờ hoàn công nên là chủ nhà sẽ làm vệ sinh ở phía sau vào khi hoàn công xong. Không gian phòng khách thì quý vị sẽ có sofa, tủ kệ tivi và khu vực quạt trần. Giá bán căn nhà này là 5 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng. Quý anh chị có bác quan tâm đến căn nhà phố ngang 4 sâu vào 14 m, hướng tây nam, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng đen, tay vịn gỗ sồi, lan can kính cường lực. Và lên trên tầng lửng sẽ là không gian của phòng bếp. Phòng bếp trên lửng thì được ốp gạch lên cao phun trần này. Bàn ăn 6 ghế, tủ bếp trên dưới, khu vực để bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ đến bát và khu vực để tủ lạnh, cũng như khu vực để máy hút mùi, máy lọc nước. Sau nhà thì quý vị sẽ có hai cửa sổ ra khu vực sân sau, lấy thoáng lấy gió cho không gian phòng bếp khi chúng ta nấu, chúng ta mở cửa sổ ra nha quý vị. Và đây là không gian lửng, không gian bếp của căn nhà. Giá bán 5 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý vị có bác quan tâm căn này, alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Căn nhà phố hướng Tây Tứ Trạch đang nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà phố hiện đại. Và di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian thiết kế của các phòng ngủ nhé. Căn nhà này sẽ có 4 phòng nha mọi người. Chúng ta đang tiến lên không gian phòng ngủ. Phòng ngủ số 1, quý vị sẽ có giường ngủ 2 m, tủ đầu giường, tủ áo, cửa sổ ra mặt tiền chính ra ban công. Đây, ta sẽ có tủ kệ, tủ đầu giường, ban công bên ngoài 1m2 này, giường ngủ này, khu vực gắn máy lạnh này, tủ áo này, cây xanh bên ngoài này. Nhà này chưa có chăn ga gối đệm nha quý vị. Đây là không gian của phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía trước và vệ sinh trong với bồn cầu, lavabo rửa mặt, khu vực vòi tắm hoa sen, bồn cầu. Và phía sau đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ, tủ áo, cửa sổ ra khu vực sân sau, khu vực gắn máy lạnh, màn rèm, sàn ốp gạch giá gỗ. Khu vực gắn máy lạnh nằm ngay trên tường phòng vệ sinh và vệ sinh trong. Căn nhà này thì 4 phòng ngủ và 5 phòng vệ sinh. Thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại. Giá bán 5 tỷ 450 triệu đồng, còn thương lượng mạnh. Quý anh chị, cô bác, cô chú quan tâm căn này thì alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647. Chúng ta đến tham quan và sở trực tiếp nhé. Đến đây sẽ là không gian của phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ trên đây thì chưa có nội thất nha quý vị. Có cửa sổ và cửa ra ban công, có màn rèm, có khu vực gắn máy lạnh và có vệ sinh trong, nhưng mà chưa có nội thất. Chúng ta đang đến với không gian phòng số 3 và số 4 của căn nhà. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng số 3. Qua đây sẽ là không gian của phòng số 4 này. Phòng phía sau thì có cửa sổ ra khu vực sân sau nha. Quý vị có bác quan tâm đến căn nhà nằm trên trục đường Hà Huy Giáp với giá bán 5 tỷ 450 triệu đồng, hướng tây nam, ngang 4 sâu vào 14 m, đường trước nhà 10 m, view sông Sài Gòn.
alo ngay về cho em Hùng theo số hotline 0918178647 nha quý vị. Giá bán đang rất rẻ và nhà thì xây mới 100%, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Và chúng ta đang tiến lên không gian phòng thờ, phòng giặt và sân phơi trước sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng thờ này, phía ngoài đây sẽ là sân thượng trước này. Sân thượng trước thì quý vị sẽ có khu vực trồng cây xanh, và trước nhà mình thì chúng ta sẽ có không gian căn biệt thự vườn này và không gian trồng cây xanh ở khu vực sân thượng trước. Phía sau sẽ là sân thượng sau, và phía sau thì chúng ta sẽ nhìn ra view sông Sài Gòn nha quý vị. Trên đây thì chúng ta có một không gian phòng vệ sinh sân thượng này và khu vực giặt đồ phơi đồ. Phía sau căn nhà là view sông Sài Gòn này mọi người, cách một căn biệt thự là đến view sông Sài Gòn nhé. Căn biệt thự view sông thì nhà chúng ta sẽ đến với sông Sài Gòn, rất là mát và thoáng. Khu này thì gió rất là nhiều nha quý vị, mát lắm. Và ở đây thì quý vị sẽ có không gian để máy giặt và cầu thang lên trên mái. Và giá bán căn này là 5.450.000.000 đồng, còn thương lượng. Quý vị có bác quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline 0918178647 để chúng ta sở hữu ngay căn nhà view sông Sài Gòn rất đẹp, nằm trên trục đường Hải Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay cổng trường Cao đẳng Điện lực, cách Gò Vấp khoảng tầm 15 phút đi xe máy. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.